Trần Phương xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Thưa tất cả các anh chị em và các bạn, thịt chuột là món ăn được chế biến từ chuột. Thịt chuột có thể sử dụng chuột đông, thậm chí cả chuột chù. Để chế biến thành những món ăn ngon và lạ, đây là một trong những món ăn không quá xa lạ với ẩm thực của người Việt Nam và cũng xuất hiện nhiều trong ẩm thực của một số quốc gia trên thế giới. Trên không gian mạng của chúng ta có một cái cơn bão mạng về thông tin hộp cơm thịt chuột của học sinh vùng cao. Và sự thật thì không có bữa cơm thịt chuột nào của học sinh vùng cao cả. Ủy ban nhân dân huyện miền núi Nam Giang đã tìm ra địa chỉ phát tán thông tin hộp cơm thịt chuột của học sinh vùng cao đã gây bão trên mạng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, ông A Viết Sơn cho biết, hộp cơm kèm theo con chuột được cho là bữa ăn của học sinh vùng cao huyện Nam Giang đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Sau 2 ngày triển khai việc rà soát và điều tra, đến cuối ngày 12 tháng 9 các cơ quan chức năng của huyện đã xác định được nguồn gốc địa điểm của bức ảnh. Tuy nhiên, hình ảnh này được chụp vào thời điểm là tháng 12 năm 2019 tại một điểm trường cơ sở thôn Dung, thị trấn Quyền Lỵ, Thành Mỹ, huyện Nam Giang, trong một dịp giới thiệu thực đơn có trong bữa ăn của đồng bào các dân tộc Nam Giang. Theo nội dung hoạt động trong ngày Tết, có phần thi chế biến, trưng bày các món ăn đặc sản truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Giáo viên đã vận động phụ huynh mang theo các món ăn ẩm thực truyền thống, đặc sản của địa phương đến trường để cùng nhau chế biến, trưng bày trong hội thi. Có phụ huynh đã mang theo cơm với chuột gừng là món ăn dân dã của đồng bào. Cô giáo chụp lại để làm kỷ niệm. Ông Nguyễn Sơn cũng cho biết thêm là văn hóa ẩm thực tại địa phương món thịt chuột núi hoặc là thịt sóc là một trong những món ăn truyền thống rất được ưa thích, thường được sử dụng trong các buổi tiệc lớn như là cưới sinh, mừng nhà mới hoặc là mọi bữa ăn, cho nên việc ăn cơm với thịt chuột nếu có cũng là một chuyện bình thường trong đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao. Tuy nhiên thì người dùng mạng xã hội lại mượn hình ảnh vốn chỉ hình chụp kỷ niệm lễ hội của cô giáo có chia sẻ trong nhóm để đăng tải thông tin không trung thực về sự việc, không đúng ngữ cảnh đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt thông tin sai lệch về bức ảnh cho rằng đây là thực trạng xót xa về bữa ăn của học sinh vùng cao. Hiện thì vụ việc đang được công an huyện Nam Giang tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm đối với tập thể cá nhân có liên quan. Thông tin giả nhằm đánh vào lòng thương cảm chất ẩn của mỗi một con người nên đã tạo ra hiệu ứng rất là mạnh và lan truyền rất là nhanh, gây nhiều hệ lụy xấu. Người chủ động tạo và phát tán tin giả có thể là vì mục đích riêng, nhưng phần lớn người chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội đôi khi chỉ là sự thương cảm muốn lan tỏa để mong có sự can thiệp, giúp đỡ cho các học sinh nghèo vùng cao miền núi là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Dù vô tình hay là tiếp tay, những người chia sẻ, phát tán thông tin giả trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý nghiêm. Vì vậy, người dùng phải hết sức tỉnh táo trước những thông tin nhạy cảm gây sốc kiểu như là hộp cơm thịt chuột của học sinh vùng cao vừa qua. Dù vô tình hay là tiếp tay, nhưng người chia sẻ phát tán tin giả trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý rất là nghiêm. Vì vậy, người dùng phải hết sức tỉnh táo trước những thông tin nhạy cảm gây sốc kiểu như là hộp cơm thịt chuột của học sinh vùng cao vừa qua. Trần Phương xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị em và các bạn vào chương trình sau.